Tập thứ tư. Cái series này có vẻ chạy chậm chậm lắm nhỉ? Bởi vì thật là mình không có thể ra được nhiều video một cách thường xuyên hơn. Mà gần đây như mình còn nói trong cái stream của mình rằng là mình sẽ còn chơi thêm một game nữa cơ ở trên cái channel của mình. Đấy là cái game Night Show mà vừa mới ra mắt ngày hôm qua xong. Ngày hôm qua từ cái thời điểm mình đã quay đến cái video này ở. Nhưng mà nhìn cái đống boss này mà nếu như mình chơi hai game trong cùng một lúc thì không biết thật là liệu là bao giờ mình phải xong được cái series này. Nhưng mà trong video gì thì... Oh you mother... Hợp lý đấy. You fun. À mà mình hiện tại đang đánh cái con này ở cái phiên bản Eternity Mode. Okay, fine, tao chưa chuẩn bị một tí gì cả. À và yes, mình có là cái gậy phép này. Ừ đúng rồi, đây rồi. Cái gậy phép mà bữa đó mình có định nói đấy. Cái plasma rod là cho dù cái đam của nó không to nhưng muốn tội rằng là nó inflict shadow flame cực kỳ khỏe. Ừ. À đây rồi, mày đây rồi. Tao còn chưa kịp mở cái bát của cái con Desert Scott ra xong rồi làm cái bộ Vic Sky xem thế nào. Để trở về đến nhanh vãi cả lụa. Rồi, phây thứ nhất là xong này. Ừ, biết ngay là mình ngã sấp mặt rồi mà lại ra game này. Đương nhiên là mình không có ý định outrun con này. Oh my fuck. Oh, cái swap của mình đâu nhỉ? Lại hết swap thôi. À, chắc là mình để swap trong hầm đồ. Rồi, tao biết cái trò đấy của mày rồi. Tao nhìn thấy cái trò đấy của mày rồi. Cái adrenaline thứ hai của tôi. Oh man. Không dạ tao lần thứ hai đâu. Jesus. Stop that man. Oh my god, squeaky toy. Ôi gì đấy. Ui. Chêu anh ơi. Cái phây này mình ghét. Oh my god. À, không có cái strap ở đây thì ra là mình không biến được cái dạng kia. Đánh con này khó quá. Cái whip này thì sao bao giờ bị trúng. Chẳng nghe này cứ dùng gậy phép à. Đờ mở mang tiếng vừa đờ. Đây xong. Wow. Ok thank you. Bất khởi đầu tập có vẻ xuân sẻ rất nhỉ. Khởi đầu tập easy luôn con bot. Ấm mà sao cái con ai ở Cthulhu nó cứ kiểu dễ thế nào ấy nhỉ? Mà những cái tập trước kia mình đánh những con bot trước cái con ai của Cthulhu nó spawn ra một cách bình thường thì cảm giác quanh nó khó lắm mà. Nhưng mà sao hôm nay đánh dễ đấy. Mà đồ thì đã chuẩn bị gì đâu. Đây cho bà Dryad sang bên này này. Ờ rồi. Cái vương băng này thì mình nên để cho con Goblin lại cái con Mechanic nó sang bên đấy thì mình mới có thể là có được đồ của nó. Rồi mà rồi đấy. Ai ở Cthulhu nhỉ? Ok lại chấm điểm. Chấm điểm tham. Ai Cthulhu phiên bản Eternity thì nhìn trông khá là xanh lè nhưng mà tôi là hợp với cái theme của những cái đòn đánh mà nó bắn ra. Ừ thế mà là nhá. Cũng được. Ít nhất rằng là khi mà mình đánh nhau cái con này vào buổi tối thì nó tạo ra những cái đòn đánh mà nó sáng sáng một tí. Ừ nó dễ nhìn. Đương nhiên thì nó không lung linh lắm nhưng mà được cái rằng là nó làm như thế tôi cũng là tốt. Thế đâm ra mình muốn chấm điểm cho cái animation của nó trước thì sẽ vào tầm khoảng là ok cho nó 7.5 cũng được, không có nói tệ lắm. Ừ. Về độ khó của nó thì nhìn chung thì cũng tương đối là well, hôm nay đánh thì tỉnh táo quá nhỉ. Đây là lần thứ 5. Ừ, mấy hôm trước nó cho ra tự nhiên là 4 con rồi nhưng mà hơi dễ à? Sao cảm giác dễ nhỉ? Có phải là do chân của mình cao hơn nên không hay là nhưng mà chung quy thì độ khó của nó respectable, mình có thể cho nó là 6 điểm. Ừ. Mechanic con này thì cũng được. Nhìn chung thì nó vẫn là mechanic của những cái con boss của Eternity, tức là nó liên quan đến việc là spam projectile hơn và mình cần phải di chuyển một cách gọi là nó cẩn trọng, nó precise, nó chính xác hơn. Nhưng mà mechanic của nó mình cho nó bằng mấy con King Slime nhưng mà nghĩ lại thì thực ra nó không đến nỗi quá là tù lắm như con King Slime. Đến phase 2 của nó thì cứ những cái đòn đánh của nó còn tương đối là rõ rệt và tương đối là khó. Nó cũng tương đối là challenging chứ nó không như kiểu là con King Slime ở bên Eternity, nên là cái cơ chế của nó thì mình có thể cho nó
là con kính Sam thì là bao nhiêu điểm nhỉ? 7 điểm. 8, con này là 8. Ừ. Về mặt nhạc nền thì Fago không có cái nhạc nền gì cho con boss này cả. Thì mình sẽ đánh giá nhạc nền của nó ở cái phiên bản Calamity. Nhạc nền Calamity thì nó cũng tương đối là phù hợp với tiết tấu của những con boss nào mà nó kiểu là đuổi mình rất là nhanh thế này, nó có tiết tấu nó rất là nhanh như con Eye of Cthulhu ở cái dạng 2 của nó. Dạng 2 của nó ở bên cái phiên bản Calamity thì đúng là nó sẽ phù hợp hơn đấy, nếu như là chơi ở Calamity thì nó đuổi mình một cách là gắt hơn tôi nhiều thay vì cái việc là nó spam có những cái và nó đuổi mình một cách hơi bị đuổi vờn một chút như kiểu là ở bản Eternity như thế này. Mà trên một cái cách đó thì khi mà mình đánh ai Cthulhu hay là những con boss kiểu dạng như thế này thì mình vẫn mong đợi đến một cái team nào đó mà mang cái tính chất creepy hơn một chút. Mình có nhìn thấy một cái team ở trên mạng cũng của ai Cthulhu, cái tựa đề của cái video đấy có tên là It See Everything thì phải nè. Thì mình thấy cái team đấy hợp hơn rất là nhiều cho cái con ai Cthulhu này. Thì tí nữa mình sẽ nhồi cái team đấy vào thì mọi người thử xem thế nào là hai cái team nào nó hay hơn nhất. Vậy đây cái điểm nhạc nền của con ai Cthulhu ở phiên bản Calamity thì mình có thể cho nó là 7. À, thế ra tổng điểm của nó sẽ là 13,5 trên 20 điểm. Hả? Thôi anh ơi, tại sao lại là 13,5 trên 20 điểm? À, đấy là mình đang nói đến cái tổng diop của hai mắt của mình. Mắt trái của mình loạn thị mà nó còn mỗi 4 phần 10 thôi. Mà mắt phải thì nó cũng đang viễn thị dần rồi. Nhưng mà nó chỉ còn 9,5 trên 10. Thế nên là tổng diop hai mắt của mình chỉ còn mỗi 13,5 trên 10 thôi. Mình đang bị mù dần. Rồi, Jesus Christ, Alchemist Champion, very nice. Chưa có ý định đánh nó đâu nhưng mà thôi, nó cho mình thì thôi. Ok, thôi. Rồi thì các bạn nhìn nó sẽ cho mình được cái List of Cthulhu, đây là đồ của Fago này. Nhìn trông có vẻ khá là bình thường. Agitating Lens Immunity cho mình cái hiệu ứng gọi là Berserker, tức là cái hiệu ứng mà mình sẽ liên tục sử dụng cái đồ mà mình đang cầm ở trên tay cho dù là mình không ấn cái nút bắn nhưng mà nó cứ liên tục bắn. Sử dụng một cái nút ở đó mà mình chưa bài khi mà mình đang giữ nút lên hoặc là xuống để mà mình đi vào cái trạng thái Berserk, gia tăng cái chỉ số tấn công của mình lên rất cao nhưng mà lại giảm cái chỉ số phòng thủ của mình đi cực kỳ nhiều. Cũng như là mình sẽ không thể dừng tấn công hoặc là dừng di chuyển được. Oh what the. Cái Berserker này nó sẽ tồn tại trong vòng 8 giây và bạn sẽ bị stun 2 giây sau khi mà mình tắt cái Berserker đi. Ôi dồi ôi. Thế thì cái đồ này nghe chừng có vẻ là khó để sử dụng nhỉ. Oh what the hell. À quẩy thêm một dòng nữa mình quên không nào. Khi mà mình đang chạy hoặc khi mình dash thì mình sẽ tạo ra được một cái giải mà nó có cái mấy cái Demon Side này. Những cái giải Demon Side này thì đương nhiên là gây đam được quái. Ấn nút nào đó khi mà mình đang giữ lên và xuống. Ôi dồi ôi. À ừ rồi thì cái bác của cái con Desert Sword trong cái tập vừa rồi nhỉ. Và cả cái Eutropic Crest này nữa, đây là cái quyết riêng mà Calamity cho vào à? Mở ra thì nó ra cái gì? Prism Shot, một vài đồ nữa như là Lavy Stone này rồi Hardy Potion. Nhưng mà chủ yếu là nó cho mình những cái đồ ở dưới Sunken Sea à? Cái Prism Shot này mình có thể làm ra được cái gì nhỉ? Đồ Summon này. Nhưng mà mình cần cái Aerolith 3. Aerolith 3 là mình đánh xong con nào nhỉ? Hình như là đánh xong con Hive Mind thì phải. Cũng còn lâu đấy. À mà Desert Sword con này nó sẽ ra được cái gì? Rất là nhiều thứ liên quan đến Seashell và Scroll. Cái đống này thì chắc là để mình làm cái bộ Victai mà. Sand Cloak thì liên quan đến của Stealth, không liên quan đến của mình lắm. Ocean Quest là mình có thể thở dưới nước. Ok cool. Sandy Angling Kit, từ cái này mình mở ra một cái cung tên bắn nhanh nhỉ. Wow, cái tiễn phóng nhanh phết. Sword of the Desert này không phải là đồ của mình. Magic Dam này. Oh my god, ra được Range Magic rồi Rook. Nhưng mà nó không ra được đồ Summon cho mình. Ủa, nó con này nó có một cái Summon mà. Hay là đồ Summon nó phải craft vậy? Lại cái Range nữa. Bắn ra Gel. Ok sure. À và Sandy Angling Kit này. Những cái đồ wow liên quan đến Angling, tức là những đồ câu cá thì đương nhiên rồi. Rồi còn đồ của con ai của Cthulhu thì chắc là cũng không có mấy thứ lắm. Đương nhiên là cái shield của Cthulhu rồi, nhưng mà mỗi tôi đã tạm thời mình chưa muốn dùng nó để cho đến khi mình đánh xong được cái con ai của Cthulhu ở cái dạng Calamity đã. Ừ thì mình sẽ tính sau. Ôi đồ Summon. Oh man. Wow, nhân tiện đấy luôn thì mình có muốn đánh con này ở Calamity không, để xem là cái độ khó của nó được gia tăng mức độ như nào. Yep, Calamity thì nó sẽ cần phải thêm một số đồ nữa. Ừ, rồi. Trước tiên thì mình sẽ cần cái bộ Victai trước, là mình sẽ cần phải làm ra được cái Sea Remain này. 16 cái Sea Remain nhưng mà không biết là đủ hay không thì không rõ. Chắc là đủ đấy, nó cũng tốn là tốn ít nguyên liệu mà làm. À, thực ra, nhắc đến nguyên liệu nhỉ? Có một cái enchantment của cái Fago mà nó cho mình tiết kiệm được nguyên liệu đấy. Iron enchantment thì phải. Mình chỉ cần Apricot thôi, cũng như là đống mẹ Iron này và Iron Hammer. Chung quy rằng là khi mà mình craft item thì những cái nguyên liệu nó có cái tỷ lệ là 1/3 để mà nó không bị consume. Đấy, cái đấy đấy. Ray về cái này này. Thế nhưng là phải làm ở chỗ cái đi mà nó ta biết ngay mà. Để mày sao là làm quái thế này. Cho ta đi vào. Enchantment mình quay lại cái Crimson Rod đi. Ừ. Mình có cần nhất thiết phải Work in Vanity và Inventory Spot. Ok, thank you. Là mình có thể để nó ngay đây luôn để mà nó có tác dụng luôn. Đương nhiên cái tỷ lệ của nó vẫn chỉ là 1/3. Ví dụ như kiểu là mình đang dùng 3 cái Sea Remain này, mình grab nó một phát thì yeah, nó có tác dụng đấy. Nó không giống như kiểu là cái bàn chế thuốc tiết kiệm nguyên liệu ấy. That's pretty good. Đây là ngay 5 thì mình tiết kiệm được một cái là 4. Oh, nó không tiết kiệm. Nevermind.
Rồi, Victide. Bộ Victide thì cho mình được một Mark Minion, sure. Tạo ra được một cái con Sea Snail để nó bảo vệ cho mình, tức là cái con bay trên đầu mình này. Cũng như là cho mình được 1,5 máu trên 1 giây, Life Regen và 10% Summon Dam khi mà mình đang ngập ở phía dưới nước. Tất cả những cái vũ khí mà mình bắn ra thì nó sẽ có cái tỷ lệ 10% để mà bắn ra được một cái gọi là Sea Shell Projectile. Nó như kiểu một cái boomerang mà. Sea Shell nhưng mà chỉ là 10%. Cũng sẽ là khó để mà hình dung lên đấy. Oh, wait a minute. Mình vừa mới grab cái Crimson Rod từ cái vai thon ra nhưng mà nó được tiết kiệm. Wait, hoặc là mình có hai cái vai thon mà mình không để ý. What? Mà rồi đấy, thứ nhất là bộ giáp nhá. Thứ hai thì để xem là mình có thể nâng cấp những cái gì. Oh, Pantai này. Thế thì cho tao 30 cái Pantai để mà nó được cái Panty Satiation luôn. Ôi mà từ, có một cái con NPC nữa mà hiện tại mình đang thiếu nhà, không thể cho nó về được. Là cái con này, đây rồi. Mình sẽ không cần nhất thiết là mình phải, không cần phải grab nữa. Đây rồi. Đây để mà Cloud in the Balloon này. Không tốn, ui, cái Iron Enchantment ngon thế. Là Cloud in the Balloon thì mình có thể ra được cái là Bundle of Horseshoe in the Balloon. Mình thiếu cái Blizzard in the Bottle với lại các nhưng mà mình cần cái Aralith 3 nhỉ. Nhưng mà sẽ cần Blizzard in the Bottle và cả Sandstorm in the Bottle. Cái này thì bắt buộc phải đi kiếm ít nhất là kiếm Feather rồi. Ê thì thôi tiện đây luôn là một cái Lucky Horseshoe đã. Để mà chân ngã. Coi như là mình được cashback luôn mà. Nhìn đấy, tự nhiên lại được một chút tiền. Liệu mình đã có thể nâng cấp được cái Lightning Boot này lên trực tiếp cái Terra Spark Boot chưa? Lava Water này thì có này nó bán chưa nhỉ? Có vẻ là chưa. Nhưng mà mình có thể lấy được cái Water Walking Boot. Mình có thể grab được Lava Charm không? Mình có thể grab được Lava Charm. Lava Charm thì mình sẽ cần phải thêm cả Soul Lava, 3 Soul Lava. Mình có một cái Soul Lava ở trong cái này rồi, mình có thể lấy ra. Sau đó thì mình tạo ra một cái contraption nho nhỏ như thế này. Đấy, thế. Oh wait, nhưng mà Lava Wonder bây giờ nó cần Molten Charm. Oh, bỏ mẹ tôi rồi. Molten Charm thì mình bắt buộc phải cần phải có Obsidian Roll. Obsidian Roll mình có thể craft được không? Đương nhiên là mình có thể craft được rồi. Craft được từ gì đấy? Jungle. Oh, Hellstone. Cái này thì thực sự là khó này. Cái đống nguyên liệu này bây giờ thì mình muốn đi xuống địa ngục hay là mình muốn đi lên trên trời trước nhỉ? Lên trên trời trước đi. Không có được Gravitation Potion thì chúng ta bắc thang lên hỏi ông trời vậy. Nên là Calamity thì kiểu gì thì kiểu trên đầu của mình nó cũng sẽ có được những cái tiểu hành tinh nhỏ nhỏ. Nên là mình cũng không phải lo cho cái việc là khó để mà đi kiếm những cái đảo nổi ở. Ở đấy vẫn đảo nổi ngay lập tức luôn. Dễ. Nhưng mà mình không nghĩ là mình cần bất cứ một cái gì ở trong này lắm. Ở nhà Cloud nó cho mình Cloud luôn, đỡ phải đào chứ. Còn đâu cái mình đang cần thì hiện tại không phải là đi mình ăn cái đỉnh kìa trong này. Tầm này là cái bọn Wyvern nó có thể spawn ra chưa? Toàn thấy slime nhỉ, không thấy bọn Wyvern đâu nhỉ. Thằng này bọn Wyvern chưa spawn ra được à? Ui. Cái gì trên đầu mình này? Đây hành tinh đây. Enchanted Sword này. Bây giờ mẹ trên này à? Interesting. Cho dù nó phải làm chỉ lắm cho mình khả thừa nhưng mà ok. Ấy mà thằng này bọn Happy chúng nó không spawn ra được á? Hay là mình phải đánh xong con boss nào thì bọn Happy nó mới spawn ra? Mình nhầm. Lại một lần nữa mình quên mất cái vấn đề này. Đấy chính là con Wyvern nó sẽ không thể spawn được ở trong cái vùng trời mà nó cách cái vị trí spawn của mình quá gần. Hình như là tầm khoảng là 1/10 map phải. Tức là trong cái khoảng là mình đang kẻ trên màn hình này. Đấy, thì nó sẽ không thể spawn ở trong vùng đấy. Đấy, ơi xa. I forgot. Oh hey, hello. Chúng buồn vậy. Và bing bing, Sandstorm in the Bottle này, Blizzard in the Bottle này, Blizzard in the Balloon này. Quá thật ra có gọi là tạm làm như vậy thôi bởi vì rằng là mình thiếu cái Aerolith 3 này. Thử ra là phải sau cái con The Perforator thì mình mới có thể có được Bundle of Horseshoe Balloon này. Thế mới chán. Tình hình thuốc thang của mình bây giờ như nào rồi? Mình đã làm đủ được một stack thuốc là 30 thuốc thôi, không phải là một stack. 21 Mushroom à? 8 Mushroom mình lỡ thì mình đủ là Regen Potion này. Swiftnet thì... Swiftnet đủ rồi đấy. Mà khi mà mình craft thì nó có cái tỷ lệ mà nó không tốn nữa mà nó thoải mái nhỉ. Đấy mà, liệu đủ lên thành 30 không? Craft. Vẫn cứ được 5 cái mushroom mà. Craft thêm. Mushroom 4 cái regen potion nữa là ok này. Hết all rồi. Bữa mẹ vẫn là mình làm ra lead vậy là làm ra iron hết rồi. Bounding potion là 5% tốc độ nhảy và 5% chiều cao của việc nhảy thì cũng tương đối là tốt đấy chị. 3 gold cơ. Ây dày 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 dày. Lại có Blade Army mày, chúng mày có việc thôi thì không? No. Này mà hôm nay thì chúng nó có thể bắn vống lên như này mà. Lần trước hình như có thể là mình chơi ở cái chế độ Calamity sao ấy. Đâm ra là cái AI của nó hơi có vấn đề. Và chim cút mất thời gian. Thì mình có tiền mà tại sao không nhỉ? Mình là người có tiền đó.
Ôi rồi ôi sis. Nhưng mà để mà có được cái bí quyết potion này thì chà khó đấy. Thôi thôi thì mình đi xuống địa ngục vậy. Vì cái nó không cho mình cái gọi là Inside Elevator. Mình nó có được cái Auto Elevator này nhưng mà hơi đắt. Ui chết này. Và cái con này nhất nó đang bị kẹt ở trong một cái nhà nhờ. Ôi mà mình quan trọng gì cái đống này. Đồ mẹ gì bây giờ mình chả thoát được. Nhưng mà nó cứ đập vào mặt mình cứ phải mở ra để xem nó cái gì thế với của thế này. No, vẫn trúng một cái mạch lava to quá. Có trừ khi là tốc độ đào của mình nó cực kỳ cao đấy. Thực ra là lava nó không kịp chảy đầu mình rồi nhé. Rồi, và địa ngục thân thương, địa ngục ấm cúng. Ây, ây, vô đu đi mình. Mày xíu, biết mày có thể bay được xuyên tường á? Dạ nó mới bay được xuyên tường á? What do you mean? Ôi, thánh họ rồi. Vãi ạ. Thôi. Ý lại mà nói thì thực sự mình chưa có một cái việc gì để làm. Thôi địa ngục cả. Nốt cái Iron King Potion là xong. Ok. À, mình thiếu cái này. Oh yeah, right. Obsidian Roll. Mình phải giết được 50 con im cơ thì nó mới có thể ra được banner của nó và mình mới craft được. Công thức kia thì lại cần Hellstone. Chưa lấy được rồi. Thế ra mình có thể chui vào đây, mình đập mấy cái lọ này mình kiếm tí tiền cũng được mà. Lọ ở phía dưới này khi mình đập ra kiếm được nhiều tiền lắm. Money. Dạ yeah, đấy, mình biết ngay mà phía dưới này rất là nhiều lọ. Thực ra là mình có thể kiếm được mấy cái lọ mà có cái tiền như thế. Mày cái gì đó? Tao đang chơi Terraria mà, tao không phải là chơi Five Nights at Freddy's đâu. Nhưng mà tìm được cái Fire Roll không phải chuyện dễ đâu. Chạy từ nãy giờ được cả 2 con Fire Imps. Ish. Nếu hôm nay có ít bọn Fire Imps chúng nó spawn ra để làm phiền mình đấy nhỉ? What the fuck? Oh well, speaking of the devil, bitches. À, mà thực ra thì mình forgot. Hold on, mình có con Dryad rồi nhỉ? Cứ nên bảo là con Dryad này về để mà mình lấy được cái pumpkin seed của nó. Là quên bố nó mất đấy. Pumpkin trồng pumpkin và back again. Nhưng mà có thực sự là mình cần phải lên tận đến cái Terra Spark Boost không? Bởi vì có thể là cái tốc độ chạy mà nó cho mình cỡ giữa hai cái giây này nó không thực sự là cao lắm. Blazing Wheel, what? Cái mod nào mà khiến cho quái nó cứ spawn ra thành một bầy như này đấy nhỉ? Trong tập trước mình thấy zombie nó spawn thành một bầy tuấn đùng tổ bố tao ăn mày ở cái chỗ đồng băng đấy nhỉ? Nhưng mà hình như mình không show cái đoạn đấy lên thì phải. What the fuck? Mimic, đây là Mimic hả? Đết nháy mà. Rồi. Nhưng mà mày chết dưới đấy thì ta làm sao mà ta nhặt được đồ của mày? Are you sure about that? Ôi, ok, chill, Jesus Christ. Sao nó còn teleport được? Dạ, nó teleport. Đấy là cái trò mà nó bóp mình bữa trước đấy. Golden Thread luôn. Và Titan Globe, không phải là cái mình muốn lắm. Philosophy Sony, yes. Một con nó cho được nhiều đồ thế. Cả Cross Decklay là chi. Hold on, lắm đồ quá. Dù gì thì cứ lấy cái Charm of Meat này trước cái này hoặc là. Ok, back again. Mình thích cái Return Potion lại. Và là hết nhà bên cái trái ra là sang cái khu vực. Sang cái khu vực này. Yeah, mình không nghĩ là mình có công chuyện gì ở đây cho lắm. Được cái là nó cho một khu vực rộng phết nhỉ. Có arena sẵn để mà đánh boss cũng là ngon đấy. Và hết war. Ok, then. Oh, what? Đây là cái phòng thí nghiệm ở dưới địa ngục đấy hả? Mình tưởng là nó phải là ở dưới địa ngục kia, không phải là gần dưới địa ngục. Nhưng mà có cái lũ kia canh. Hold on. Mày canh tao này. Mà tại sao không có cái máy để mà tạo ra pin nhỉ? Có gì nó sai ở đây. Mình ghi là The Suspicious Scrap. Suspicious Scrap. Đây là Laughter. Nó để làm Laughter ấy. Nhưng mà thế thôi á. Để mỗi cái Suspicious Looking Scrap và cái Sprite của cái Scrap này đang có vấn đề này. Nhưng mà mình sẽ cần phải có được cái. Nó nói luôn cho mình là mình cần cái Schematic của cái khu vực nào à. Mình cần cái Sunken Sea Schematic này. Interesting. Có vẻ đây là phòng thí nghiệm ở trong rừng bởi vì đây lại dính vào rừng. Còn phòng thí nghiệm ở phía dưới địa ngục thì nó phải có cái Murasama chứ. Và thông thường nó phải ở tí tận bên phải của map, chỗ đấy có vẻ hơi gần quá. Đây mới đúng nha. Yeah, right. Mình làm gì cho cái vụ này bây giờ nhỉ? Quá thực ra thì mình cũng chả đến chết là mình phải khôn thế. Đấy, thế là xong. Đây, Murasama. Tại bị nớp lên nớp xuống nhưng mà mỗi tội là như nó vẫn khỏe. Oh my god, con im mày sao mày hiếm thế? Jesus, đây là con im thứ mấy mà mình giết rồi nhỉ? Mình giết được 18 con thế này thì bao giờ ra mới được cái banner? Sao là bẩm tết? Thôi thì mình đi băng kim vậy.
1, 2, 3 này, 4 này. Mình cần cả cái Molotov, 5 Molotov cho eo, mình cần eo. Đấy, 50 cái Molotov rồi. Pumpkin nên chan mình đây rồi. Ôi giời ơi, tiết kiệm lắm thế. 1, 2, 3, 4, 5, cái gì nó cũng tiết kiệm được luôn mà. Ờ, và tại sao mình lại để cái thằng đầu bờ giả rách này nó ra tít đây là giả nhỉ? Cái pumpkin nên chan mình này thì khi mình di chuyển thì nó cũng sẽ tạo ra cho mình những cái quả pumpkin. Quả pumpkin trông như thế này này. Thì khi mà nó lớn lên và nó nhấp nháy như này thì mình có thể chạm vào quả pumpkin đấy để mà hồi 25 máu, cũng như là bắn ra những cái fire này. Cái quan trọng ở đây rằng là cái khả năng hồi 25 máu của nó rất là cao. Ừ. À, còn cái nào khác mua được không đấy? Dopamine với Nature Blessing. Nature Blessing rất ngon đấy. Ừ. Ok, Nature Blessing cho tao 30 hộp. Đẹp quá. Ok, thank you. 44 defense, holy fuck, thank you. Chơi quá đinh này là làm mình đang hơi bị pussy quá. Nhưng mà mình muốn chơi kiểu này. Ừ. À, từ từ, thêm tầng platform. Hai cái tầng platform này mình thấy là hơi bị sai nhau quá. Và mày chui ra đây, Goblin. Đây là Eternity hay là đây là phiên bản nào? À, wait, đây là phiên bản Eternity. Shit. Đây, con này mới đúng. Ui dồi ôi, con này thì nó căng hơn so với bản Calamity nhiều đấy. Ừ, dùng bị khó ấn quá. Dạng hàng ngay lập tức mình nghĩ là mình lên tiên những con đệ của nó trước. Ui, ôi đau. Đã được quên, pumpkin. Không, pumpkin thì quái chúng nó chạm vào thì nó cũng thể ăn tết được cái sao ấy nhỉ. Hai con này, giết mấy cái con của nó trước, giết mấy con này trước. Xong, wow, that was nhanh quá. Còn như kiểu thanh kiểu bố đời luôn mà không cần phải suy nghĩ thì nhiều. Mà thực sự là mình có cần phải sử dụng cái siêu của Cthulhu này không? À, cho đến cái thời điểm này thì có thể là không, nhưng mà mình có thể là thay thế cho cái Squeaky Toy này cũng được. Tỷ lệ 10% thì nó vẫn là 10% thì nó cũng tối là nhỏ. À ui, cái con này thì nó như kiểu là cái sentry, là mình không thể spawn được hai con một lúc. Ok, mình dùng cả hai cũng được. À, em mà để chấm điểm cho cái con ở bản Calamity nhỉ. Về cái con ở bản Calamity này thì độ khó mình có thể cho nó đến được 8 đấy. Bởi vì rằng là những cái phê đánh của nó tương đối là aggressive hơn rất nhiều so với con Ingenuity. Đặc biệt là thêm cái những cái phê cuối nếu như mà mình không chuẩn bị kỹ. Các bạn là mình còn chơi Fago nữa, ở những cái enchantment như kiểu là cái pumpkin enchantment nó giúp ích rất là nhiều. Nhưng mà những cái phê cuối thì nó còn tạo ra cả những cái con đệ của nó nữa. Không phải là những cái con đệ ai bình thường đâu mà những cái con mắt to to màu đỏ đỏ ấy. Đấy, cái con đấy cũng tương đối là nguy hiểm bởi vì rằng là nó khóc lóc mình khá là nhiều. Các bạn là mình tanky quá thôi, mà mình tanh thẳng qua cái bọn đấy. Ừ. Thì nó nhìn chung là cái độ khó cho tán cũng hợp lý. Còn về mechanic cũng phải nói công nhận rằng là cái mechanic của con Eye of Cthulhu không mới nói tệ lắm. Nó không tù như những cái con trước. Ừ. Khi mà mình nói tù ở đây thì tức là những cái đòn đánh của nó ít nhất là đa dạng hơn. Ừ. Nó có tầm gần này, nó có tầm xa này, đây nó phối trộn với nhau cũng tốt là hợp lý. Mà cái mechanic của nó thì cũng được tầm khoảng là 7. Ừ. Về nhạc nền và animation thì what, nó vẫn thế thôi. Cái animation, cái sprite mà bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình đây thì là cái sprite mà mình cho thêm vào từ trên mạng. Mình chưa tải những cái texture pack của Calamity hay là những cái retexture pack của boss hay là các thứ vào, mà nhìn trông nó vẫn với lại hình như là nó bị ghi đè lên của Fago hay sao ấy, thành thử ra là nó vẫn là màu xanh. Ờ, còn về nhạc nền thì wow, cái nhạc nền mà bạn nghe thì không phải là cái nhạc nền mà mình đang nghe trong game, bởi vì đấy là mình cho thêm vào đằng sau thôi. Nếu như mọi người biết được cái nhạc nền đấy nó ở cái mod nào thì mọi người ghi vào phía comment nhé, để mình biết mình tải. Vậy nên tổng điểm của con boss này thì mình sẽ cho nó là 4/10. À không, mình vẫn đang nói đến cái độ cận thị của mắt trái mình. Rồi, bây giờ thì mình có thể làm gì nhỉ? Có cái Toxic Downpour này, mình có muốn ra clear cái Toxic Downpour không? Hay là mình muốn tập trung mình đánh boss luôn? Mình nghĩ là mình tập trung mình đánh boss luôn đi. Cho cái video này đỡ dài quá. Còn Toxic Downpour thì có thể để tập sau. Và con boss tiếp theo thì không ai khác, đó chính là con Crabblin nữa. Mình có thể đánh Acid Rain được, theo đúng trình tự. Mà thôi, mình cần cái Sprout này để mà mình gọi cho nó. Ơ, à, teleporter đây thì nó clear bố luôn kìa.
It's okay, fine. Mình muốn đánh nhau ở cái khu vực nào nhỉ? Mình muốn đánh nhau ở khu vực trên này hay là mình muốn đánh nhau ở phía dưới này? Mình nghĩ là mình đánh nhau ở phía trên đi. Cái chỗ này thì mình nghĩ là dễ clear hơn so với cái khu vực ở phía dưới này. Lại đợi mình một tí để mình chuyển cái này thành cái arena đã. À, hơi bị clean luôn. Mình muốn thử ở chế độ khó nào trước nhỉ? Thông thường thì mình nghĩ là Eternity nó sẽ dễ hơn, nhưng mà con boss này thì không biết rằng là cơ chế đánh của nó trông thế nào ở Eternity. Ý giời, em chào anh ạ. Con này thì thực ra là cái hoạt động của nó cũng nhìn oh shit. Rồi, tùm lum tùm la này. Con này hoạt động của nó nhìn chung cũng khá là giống con slime. Mới giờ lừa xuống từ mặt phòng dưới. Lại bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Mẹ nó tạ là lắm đệ thế. Không tiền lũ đệ này mệt đấy. Yeah, đúng rồi, cái con boss mà mình đang quen trong đầu của cái con Fabulous này là ở dạng Infernum chứ không phải là dạng này. Cố. Nhưng mà sao nhìn nó trivial đấy. Ôi dễ đấy. Ôi thế thế. Wait. À, mình đã từng được có một cái thời kỳ mình bị con này nó hành cho sấp mặt mà. Ai mình đây là Phago. Đừng quên đây là Phago nhá. Mình đang chơi Phago. Mà những cái đồ hay là những cái gì mà Phago được cho mình cảm giác khiến cho game trở nên dễ đó, cảm ơn nha. Ví dụ như kiểu là các cái wadding này bây giờ nó cho mình thêm cả damage reduction với lại thêm mắc máu nữa. Thế nó không phải là chỉ mỗi defense không. Xong rồi đấy ra enchantment, đúng rồi, pumpkin enchantment. My god, broken. Chấm điểm luôn bây giờ à? Hay là mình lên đánh luôn cả cái dạng Eternity đi, sau đó mình chấm điểm luôn cho cả hai con để mà mình đỡ phải chấm điểm nhiều quá. Bởi vì cái vấn đề nhạc nền và vấn đề animation thì nó giống hệt nhau mà. Thì mình nghĩ là mình nên đánh nó cả ở dạng Eternity mod luôn đi. Ôi thôi mà, dạng Calamity. Đây mày có gì khác? Wait, what? Nó disable platform á? Ok, khó rồi. Ở đây không nữa, còn disable platform thì những cái pumpkin của mình Ôi dồi ôi, what? Cái trò đấy tao thực sự không nghĩ được nổi đến. Ok, cũng fucked up hết đấy. Thế thì chỗ này mình cần phải mở to ra về mặt chiều ngang hơn nè. Rồi, spawn lại ra đây đây con bệnh hoạn này. Mình vẫn có thể nhảy qua đầu nó một cách bình thường, bởi vì con này nó không nhảy cho mấy. Trừ khi có cái phây mà nó cứ nhảy lên nhảy xuống đấy thì nó khó nhảy đoạn đấy thôi. Nhưng mình không muốn bị gọi là bắt vào cái phây đấy một tí đâu. Rồi nhảy đây nè. Ai da, nó còn chót nữa. Yo, chill. Đây cái trò nhảy này, đây là cái trò nhảy duy nhất của nó. Chắc là không nên dùng grip nhiều quá, bởi vì dùng grip tức là mình sẽ cần phải đứng gần con này. Mà trong những cái phây mà nó chát vào mặt mình thì đấy, rất là khó để mà phản ứng được khi mà mình đứng gần nó quá, mình grip người. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn. Có cái gì đấy? Phăng gục 3.000 máu. Mày đùa tao à? Oh, good heaven, khăn. Nó chát, rồi có vẻ là ở đây cái phase 2 thì nó bị động hơn. Thế thì mình nên cần tập trung vào cái con phăng gục khăn một chút. Nhưng mà tại sao lại là mechanic tránh platform nhỉ? Thì bởi vì rằng là nó cũng không nhảy nhiều mà như cái gọi là Calamity kia. Dễ hiểu. Rồi ôi. Rồi, nhưng mà căn thăm là xong này. Bị cái rằng là mình cứ phải đánh thêm 3.000 máu nữa. Sau khi mình đánh xong con thăm thì nó có vẻ active hơn. Được rồi. Nhảy nhiều hơn không? Không nhảy nhiều hơn, nó cũng chỉ nhảy 2 lần thôi. Và nó thêm cái trò đấy nữa, mình cần mình nhảy cao lên. Ok. Damn. Cũng lằng nhằng phết nhỉ. Nhưng mà nhảy cao không phải là vấn đề của mình. Nhảy lên thêm một lần nữa. Không ạ. À, cứ tránh là thượng sách. Rồi, vẫn là easy ạ.
vẫn là quá là easy sao? Sao là dễ? Chứ không quen đánh bot dễ này đâu chứ. Vậy mình chơi Calamity quen rồi, mình chơi Infernal rồi, mình chơi Malice mode rồi. Ừ yes. Mình không quen bot này dễ thế này đâu nhá. Quậy đợt. Yes, cái Pumpkin Enchantment absolutely fucking broken. Nhưng mà liệu những cái combo về cuối game này thì nó có thể chịu được nổi mấy cái Soul of Terraria này không? Ôi dồi, nhưng mà nó cần Dragonforce. Ok, nó cần Dragonforce. Rồi thì chấm điểm thì về độ khó của Calamity trước đi. Cho dù là mình first try cái con Crab Bullion đấy, nhưng mà trên một cái cách đó độ khó của Calamity cảm giác nó khó hơn một tí. Nó zone mình tương đối là tốt cho cái việc rằng là nó bắn rất là nhiều các cái projectile, rất là nhiều những con spore mà bay lơ lửng ở trên đầu mình ấy. Ừ. Và nó aggressive hơn tương đối là nhiều so với con ở Eternity. Thì độ khó của nó à, không khó bằng con King Slime của Calamity. Thế nên mà là độ khó của nó thì mình chỉ có thể cho nó được ở mức 6.5 thôi. Còn ở Eternity thì mình sẽ cho nó 6. Cho dù con Eternity nó không cho mình nhảy lên platform đấy, nhưng mà lại không phải vấn đề lắm. Bởi vì rằng là cái đòn đánh mà nó phóng cai lên ở cái phase 2 đấy, thì nó không phóng cai lên theo kiểu là kịch màn hình, mà nó chỉ phóng cai lên một tí thẹo thẹo thôi. Nên thời gian mình có thể nhảy lên qua được cái đoạn phóng cai đấy. Ừ, khá là đơn giản. Mình muốn cái đoạn phóng cai đấy mà nó phóng kịch lên màn hình chủ yếu là để tránh cho cái việc là mình nhảy qua cái gai đấy xong rồi mình bay một cách rất là tự do. Nhưng mà là cái gai đấy gần như là không có bất cứ một cái gì gọi là stress cả, không có bất cứ một cái gì gọi là khó cả. Qua nghĩ lại thì ra con này nó cũng tương đối là nhiều các cái đòn đánh khác nhau để mà zone mình đấy, chứ nó không đơn giản là chỉ phóng ra một đống các con spore bay lơ lửng trên không khí như kiểu con Calamity. Thế thành thử ra là có khi con này là khó hơn so với con Calamity trắng. Nhưng mà nghĩ lại thì ở cái phase Eternity mode đến cái phase 2 của nó thì nó còn tạo ra thêm cả một cái con đệ của nó cơ, mà mình bắt buộc phải mình clear cái con đệ đấy. Không biết là mình không clear con đệ đấy thì mà mình đánh trực tiếp vào con boss thì cái con boss nó có được gọi là tăng damage reduction hay là tăng defense hay không. Nhiều những cái con boss mà khi mà nó tạo ra những cái con đệ như thế mà mình phải clear những con đệ đi thì nó mới giảm được cái damage reduction hay giảm defense. Mà là có khi Eternity lại khó hơn à? Chắc là thành 7 chẳng? Cơ chế à? Hai cơ chế của hai con này thì hoàn toàn khác biệt nhau. Cơ chế của Calamity thực ra lại hơi nhảm, bởi vì rằng là nó chỉ có nhiều những cái trò là tạo ra những cái con đệ để mà nó zone mình thôi. Nhưng mà cơ chế Calamity thì mình thấy thì không hẳn quá là đặc sắc lắm. Thì mechanic của con phiên bản Calamity thì có thể 6. Còn mechanic của con Eternity thì nó nhiều thứ hơn khá nhiều đấy. Cả bắn từ xa này, cả việc zone mình bằng những cái gì đó, spore cloud chắc là thế, rồi tạo ra đệ là vân vân. Thì mình nghĩ là cái cơ chế ở bản Eternity có thể lên thành 7.5. Animation thì show up Crab Berlin, nó cũng trông rất là đẹp và hợp team. Nhưng mà đương nhiên nó vẫn là những con boss đầu game thì không phải quá là óng ánh lắm. Thì animation có thể là được ở 7.5. Yes. Còn nhạc nền, mình luôn luôn thích nhạc nền con Crab Berlin này thì bởi vì nghe nó rất là giật cục và tương đối là hợp. Thế đâm ra là nhạc nền mình có thể cho nó 9. Cái mà nó cũng một phần do quan điểm cá nhân lắm vì mình thích cái bản nhạc này. Yes, đâm ra là mình cho nó 9. Vấn đề tổng điểm của nó sẽ là nửa cân rêu đồng cho 4 bát bánh na cua. Yes. Fucking delicious. God damn, Fagu lại dễ quá, địch boss dễ quá, mình không quen. Ăn hành quen rồi, bây giờ lại không được ăn hành nữa, cảm thấy nó tức nào. Cho đến khi mình gặp mấy con boss cuối.